Video của chúng mình ngày hôm nay có sự hợp tác của Epson cùng chiếc máy in không nhiệt EcoTank L3250. Nếu các bạn đang tìm một chiếc máy in gia đình tốt thì đây là một lựa chọn rất là ổn vì một số lý do như sau để các bạn cân nhắc nhé. Đầu tiên là chất lượng in tốt, nhờ độ phân giải in màu cao có thể lên đến 5760 × 1440 dpi, và đây là một cái độ phân giải rất là cao đối với phân khúc máy in full gia đình. Khuyến khích các bạn dùng mực in chính hãng của Epson cho máy để đạt được chất lượng in tối ưu nhất nhé. Ngoài ra thì máy và đầu full cũng được bảo hành lên đến 2 năm, phù hợp để mọi người yên tâm dùng lâu dài tại nhà. Công nghệ in của máy là công nghệ in không nhiệt, từ đó giảm thiểu năng lượng tiêu thụ, trước mắt là giúp các bạn tiết kiệm tiền điện, còn về lâu dài cũng sẽ thân thiện hơn với môi trường nữa. Ngoài ra thì để thuận tiện cho các bạn trong sử dụng hàng ngày, máy có tích hợp kết nối Wi-Fi để có thể đi lệnh in trực tiếp trên điện thoại và máy tính có cùng Wi-Fi sử dụng với máy in, không có cần phải cắm cọng dây để kết nối in. Hiện nay ở trên Facebook của mình thì đang có một cái mini game của Epson. Thể lệ tham gia thì rất là đơn giản, thế nhưng mà quà thì sẽ khá là bự đó. Các bạn sẽ có cơ hội thắng một chiếc máy in mà chúng mình đang nói đến luôn. Mình sẽ để link tham gia ở cái phần mô tả và cái bình luận mà mình ghi ở trên cùng. Các bạn có thể nhấn link để các bạn tham gia nhé. Mình chúc các bạn may mắn và bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu vào video của chúng mình. Ngày hôm nay mẹ sẽ kể cho May nghe về các anh chị của con, những người bạn đã lớn lên cùng với con. Mẹ không biết là vào cái ngày mà con đủ lớn để xem và hiểu cái video này thì các anh chị có còn ở bên cạnh con hay là không. Cuộc đời của một con chó con mèo thì là không có dài như mẹ mong muốn, cho nên mẹ thích ghi lại những cái kỷ niệm khi mà mình còn có thể. Ngày hôm nay thì nó chỉ là những cái điều rất là bình thường trong một cuộc sống rất là bình thường thôi. Thế nhưng khi mà tất cả đã qua, mình nhìn lại thì mình sẽ thấy đặc biệt lắm. Mẹ mong là May cũng sẽ cảm thấy như thế. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu câu chuyện của chúng mình nhé. Lớn nhất nhà mình là chị Sung. Chị Dung màu trắng, mũi hồng, rất là xinh xắn, dễ thương. Thế cho nên là mọi người thường nghĩ là chị rất là hiền. Thế nhưng mà thật ra chị không có hiền lắm. Bản chất thì chị rất lành, rất là hướng nội, không có kiếm chuyện bao giờ cả. Chỉ gần gũi sau khi đã tin tưởng thôi. Và một khi đã thân đấy, thì chị rất là tình cảm nha. Thế nhưng mà chị không có hiền. Kiếm chuyện với chị là chị sẽ cho biết tay ngay. Tháng 4 năm 2016 thì có một người nhặt được chị Sung ở ngoài đường. Sau đó thì mẹ là người nhận nuôi. Lúc đó chị bé giống như là một con cá mắm vậy em mày. Ốm yếu lắm, chỉ có da bọc xương thôi. Và chị bị một cái bệnh rất là kinh khủng đối với mèo con, đó là viêm ruột. Khi mà một con mèo con đã bị viêm ruột thì thực tế mà nói, cái khả năng sống nó không có cao. Chị Sung không ăn được, chỉ có ói thôi và tiêu chảy nữa. Khi mà mẹ đưa chị Sung tới thú y đấy thì bác sĩ nói là không có hy vọng gì mấy đâu, chỉ có thể tiêm vitamin tăng lực rồi đưa về thôi. Mẹ rất là nhớ cái buổi chiều ngày hôm đó. Mẹ đưa chị Sung về nhà lúc trời chiều còn sáng sủa đó. Lúc đó người chị Sung bắt đầu lạnh đi rồi, tức là thân nhiệt đã hạ, và đó là một cái tín hiệu mà đã sắp đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Mẹ đặt nó lên ngực mẹ nằm, rồi cứ thế mẹ nằm chờ. Mẹ chờ để khi mà chị Sung ra đi đấy thì mẹ sẽ có mặt để ôm nó. Cứ thế mẹ ngủ gật, đến tận khi trời tối thì mẹ mới dậy. Nhưng mà chị Sung vẫn sống nha. Thế là mừng quá, sáng hôm sau hai mẹ con lại đưa nhau tới thú y. Mèo con nhỏ quá thì không có đáp ứng được thuốc gì hết á, chỉ có tiêm vitamin để tăng lực thôi. Sau đó thì chị Sung phải tự chiến đấu để giành lấy sự sống. Lúc đó thì chị Sung đâu có bự hơn cái kim tiêm đâu con, nằm lọt ở trong lòng bàn tay mẹ. Chị Sung gồng người lên chịu đau để tiêm mỗi ngày như vậy suốt một tuần liên tục, cho đến khi mà bác sĩ thú y nói được rồi đó, đưa về đi, ăn uống đầy đủ là lớn thôi, không có cần quay lại đây nữa. Thế là chị Sung lớn lên trong nhà mình, đến giờ đã là 7 năm rồi. Tháng 8 năm 2016, vào đúng đêm sinh nhật 25 tuổi của mẹ, thì ba nhặt được anh Tuyết trong bóng đêm. Nhặt được thì cũng là kỳ tích lắm, tại vì anh Tuyết mà chìm trong bóng đêm đấy thì mọi thứ cũng đen thui à. Ba mẹ hay nói đùa rằng anh Tuyết là quà sinh nhật mà vũ trụ tặng cho mẹ. Mà có lẽ là như thế thật, thế cho nên là trần đời này anh Tuyết chỉ có theo mỗi mình mẹ thôi. Anh nhát ơi là nhát, và hay đa nghi nữa.
sống ở nhà mình đâu có cái gì gay cấn, hiểm nguy đâu con. Vậy mà lúc nào anh cũng lom lom đề phòng vậy đó. Anh Tuyết chỉ có thoải mái nhất ấy, là khi nào mà ở một mình cùng với mẹ cơ, hoặc là cùng với chị Sung. Vì một lý do gì đấy mà chị Sung thương anh Tuyết nhất cái trần đời này. Từ lúc mẹ nhặt anh Tuyết về đem anh đi tắm, anh la mấy tiếng thôi mà chị Sung đã trầu trực ở cửa nhà tắm để cứu. Lần đầu tiên mẹ nhốt anh Tuyết vào lồng để đi thú y, anh Tuyết sợ kêu chu chéo lên. Chị Sung nghe để thế nhá, lao ra cắn mẹ. Lần đầu tiên mẹ bị mèo tấn công như thế, thế cho nên là mẹ giật mình, mẹ né ra khỏi cái lồng. Chị Sung lao vào cứu anh Tuyết ra. Sau đấy hai đứa chạy trốn vào gầm giường. Từ đó đến giờ đấy, lúc nào chị Sung với anh Tuyết cũng quanh quẩn cạnh nhau mỗi ngày, không gì ồn ào hết con, cứ lặng lẽ như thế 7 năm nay. Tình yêu ấy, nhiều khi nó là như thế đấy mẹ ạ. Thực ra nó không quá phức tạp đâu, đôi khi người ta làm cho nó phức tạp thôi. Đúng là cuộc sống ấy, nhiều khi sẽ có những cái chuyện khó nói, khó xử. Không phải là cái gì mình cũng muốn là được, thế nhưng mà cách mà mình sống cuộc sống của mình thì luôn luôn là lựa chọn của mình con ạ. Khi yêu mình cứ yêu chân thành, và luôn luôn nhớ rằng mình cũng xứng đáng có một người yêu mình chân thành. Nhớ nha con nha. Trong số các anh chị mèo đấy, thì anh Huy là thân với con nhất. Mặc dù con chiếm mất vị trí út ít được chiều của anh ấy. Năm 2018 đấy, thì anh Huy được ba nhặt về ở nắp cống. Lúc mới về tính anh giang hồ lắm. Ở ngoài đường thì đói nhiều mà, cho nên theo thói quen á, lúc nào cũng chụp giật đồ ăn, không có bỏ được. Thế nhưng mà người ta có câu khổ thì lâu chứ sướng cái quen ngay. Từ lúc anh Hiệu được anh được nhận nuôi này, tức là từ giờ có nhà, có mẹ, có thức ăn, có nệm êm chăn ấm là anh Huy anh đổi tính, biến thành thiếu gia ngay. Lười và nhõng nhẽo kinh khủng. Nhưng mà anh là mèo, anh ở với mẹ suốt đời nên mới được thế thôi. Còn đối với Mây đấy, thì trừ khi con muốn ở với mẹ cả đời, còn nếu không thì mình đừng có lười với nhõng nhẽo như anh Huy nha con. Kể xấu anh vậy thôi chứ thực ra anh là một chú mèo rất là ngọt ngào. Anh thân thiện với mọi người và hay tha thẩn ở gần con. Hồi mà mẹ bầu con á, là anh phải chen chúc với cái bụng chứa con càng ngày càng bự mỗi khi mà anh nằm trên lòng mẹ. Và chắc là vì nghe mùi con từ trước, cho nên là đến khi con ra đời á, anh cũng quen với em út ngay. Chứ chị Sung anh Tuyết ấy, thì nhát, cho nên là anh chị né. Cũng không có trách anh chị được, tại vì Mây cũng khá là quậy đấy mẹ ạ, chứ cũng không phải là bình thường đâu. Thực ra so với con thì anh Huy cũng được mẹ nuông chiều không có kém đâu, cho nên là anh cũng ương bướng lắm. Nếu mà chị Sung anh Tuyết đang nghịch cái gì mà nghe mẹ la đó, là anh chị ngưng ngay, thì anh Huy sẽ không nghe mẹ đâu. Anh Huy mà muốn nghịch một cái gì nhá, là anh sẽ nghịch cho bằng được, không biết sợ mẹ là gì cả. Mấy có thể thân thiện và ngọt ngào như anh Huy, thế nhưng mà đừng có ngang như anh nha, mẹ nhức đầu lắm con ạ. Và rồi đến sự xuất hiện của anh Hoàng. Năm 2019, anh bị bỏ rơi ở khu nhà ông bà nội. Ba mẹ nhận nuôi anh và đưa anh tới thú y, thì cái lúc đó họ xem răng lợi của anh đấy, rồi áng chừng là cái tuổi của anh lúc đó khoảng 3 tuổi. Như vậy tức là anh Hoàng được nhận nuôi sau cùng, nhưng mà lại lớn hơn anh Huy, lớn bằng Sung với Tuyết luôn. Tức là năm nay Hoàng cũng 7 tuổi. Lúc mới về nhà mình, anh Hoàng ốm nho mà, nhìn mặt khác hẳn bây giờ luôn. Chân trước thì khỏeo. Bác sĩ bảo ạ, chó con mà không được ăn uống, suy dinh dưỡng đó, thì dễ thiếu canxi dẫn đến cái xương chân nó như vậy. Giờ lớn rồi thì không thể thay đổi được nữa. Vậy cho nên là chân anh Hoàng yếu lắm, không có chạy nhảy được như các bạn chó khác. Chạy một lúc là anh mệt, ba mẹ phải ẵm. Nuôi anh được khoảng 2 năm thì ba mẹ chuyển sang nhà mới, có một cái cầu thang. Nhà này rộng hơn nhà cũ, thế cho nên là tất cả mọi người đều thoải mái hơn, có nhiều diện tích hơn. Thế nhưng mà đối với anh Hoàng đấy, thì cái cầu thang á, nó dần dần trở thành một cái thử thách. Anh chỉ tự lên xuống cầu thang được trong khoảng một năm đầu tiên thôi. Còn bây giờ đấy thì chủ yếu là ba mẹ phải ẵm lên. Ban ngày thì dù ba mẹ lên lên xuống xuống thì là anh cũng sẽ sinh hoạt ăn ngủ ở dưới nhà hoàn toàn. Chỉ có đêm đấy là anh đòi ngủ chung với ba mẹ ở trên giường, thế cho nên là ba mẹ sẽ ẵm anh lên trên phòng ngủ. Anh Hoàng rất là thích ăn giò lụa này, sườn này, kem, sữa chua này. Thì ba mẹ cũng hay nuông chiều anh và cho anh ăn những cái đó. Thế nhưng mà vì những cái đồ đó nếu ăn quá nhiều sẽ không có tốt cho anh, cho nên là vẫn phải cố gắng đưa anh vào kỷ luật và ăn hạt. Cuộc sống là vậy đó con. Sẽ có những thứ làm cho mình cảm thấy rất là vui và thoải mái, thế nhưng mà thực ra nó không có tốt cho mình.
tất nhiên là ai cũng muốn vui và thoải mái cả. Thế nhưng mà mình sẽ phải vì một cái tốt đẹp lâu dài mà mình cưỡng lại những cái thoải mái nhất thời để đưa mình vào kỷ luật, chọn cái thứ đúng đắn hơn. Anh Hoàng đó thì không hiểu cái điều đó đâu, thế cho nên là mỗi lần mẹ mời anh một chén hạt thì mặt anh tiêu nghịu lắm. Chẳng qua anh sợ để đó mèo ăn mất thì anh thiệt, thế cho nên là anh mới cố ăn thôi. Giờ ăn yêu thích của anh Hoàng chính là giờ ăn của Mây, bởi vì con hay quăng đồ ăn xuống đất. Anh Hoàng thì chỉ chờ có thế thôi con ạ. Thế cho nên là bây giờ ấy, mỗi khi mà thấy con ngồi vào ghế ăn dặm là anh Hoàng sẽ hăng hái vào vị trí nằm ngồi trầu trực. Thấy miếng nào quăng xuống đất là anh xà tới anh dọn dẹp sạch sẽ ngay. Tất nhiên là không phải 100% miếng nào anh cũng dọn. Anh giống con đó Mây, không có chịu ăn rau gì hết. Mẹ nói vậy thôi chứ mẹ không kệ xấu anh Hoàng nữa. Con rất là mê anh nha. Ngày xưa đấy thì nhìn thấy anh là con sẽ cười, còn bây giờ thì con bắt đầu biết chơi với anh luôn. Con biết đâu là đồ chơi của anh để con đưa cho anh chơi. Và thực ra thì anh vẫn cũng thương con lắm. Anh rất là nhẹ nhàng với con. Và mỗi khi mà hai anh em chơi với nhau, anh cắn đồ chơi thì nhưng mà không bao giờ anh để cho cắn phải tay con. Và anh nhường con tuyệt đối. Mỗi khi mà con chưa biết cách chơi và làm anh đau thì anh chỉ né thôi. Anh không bao giờ phản ứng lại hết. Anh Huy đấy thì nhiều khi chưa biết cách chơi với con vẫn còn để cho cái móng quẹt vào tay con xước tay. Chứ còn anh Hoàng chơi với con thì mẹ yên tâm luôn nha. Dần dần nữa con sẽ lớn, còn anh thì sẽ già. Và anh sẽ không thể chạy cùng con nữa. Thế nhưng mà mẹ mong là con vẫn sẽ thương anh và dành thời gian gần gũi với anh nhé. Hàng ngày khi mà mẹ được nhìn thấy tất cả các con mẹ khỏe mạnh là niềm vui lớn nhất của mẹ. Không biết là khi mà xem được những cái hình ảnh này thì con có nhớ gì không? Có lẽ là không đâu, thế nhưng mà mẹ thì mẹ sẽ luôn luôn nhớ. Cuộc sống hàng ngày tất nhiên có vui, có buồn nữa. Không có gì là hoàn mỹ đâu con. Thế nhưng mà chặng đường này của gia đình mình, mỗi khi mẹ nhìn lại mẹ đều cảm thấy quý giá. Ngày nào chúng mình còn được ở cạnh nhau là ngày đó mình may mắn. Video này mẹ ghi lại làm kỷ niệm để một ngày nào đó con xem. Hy vọng là con cũng sẽ thấy vui. Mẹ mong là con dù như thế nào cũng sẽ luôn trân trọng gia đình, dù đó là gia đình mà con đã sinh ra hay là gia đình mà con tự xây dựng cho chính mình. Ban ngày người ta có thể cảm thấy cần phải bay nhảy, đuổi theo nhiều thứ lắm. Thế nhưng mà mỗi tối khi mà trở về nhà đấy, thực sự gia đình là quan trọng nhất con ạ. Mẹ mong là Mây sẽ luôn hiểu điều đấy nhé. Mẹ chào tạm biệt con.